ba. Sao mặn dữ vậy em? Ngon mà. Tụi con ăn nhanh lên đi. Ăn đi mình. Tối nay tụi con đi làm nhớ về sớm nha. Nhà mình có khách. Dạ. Trời ơi, nhà có khách. Ủa mà ai vậy ba? Thôi để hôm khác nha. Hôm nay á, nhà ai cũng bận hết trơn á. Mấy đứa ăn đi nghe. Mặn chát luôn đúng không? Trời ơi. Vậy là mẹ cho 1 kg muối vô đó rồi đó. Cái gì mà mặn dữ vậy trời? Sao mình ngu vậy, biết mặn mà vẫn thử vậy? Cái này 1 kg cái gì? Một biển luôn á. Ê, anh để ý nha, mỗi lần mà như vậy á là chắc ba phạm lỗi với mẹ rồi đó. Thiệt hả? Sao anh biết? Biết sao không biết? Mỗi lần mà ba mắc lỗi với mẹ á là mẹ ha nêm đồ ăn riêng cho ba á, mặn chát, mặn thấu xương. Hôm trước á, mẹ nấu chè mà chè sen á, mà cả nhà chén của ai cũng thơm ngon ngọt hết. Riêng của chén của ba là mặn lè luôn, là đủ biết mẹ giận cỡ nào. Ủa mẹ làm gì không được đâu. Ba bị cao huyết áp mà mẹ cho ba ăn mặn vậy á, bữa nào ba tăng xong ba chết đó. Ê, nói gì vậy? Không, ý em là nguy hiểm lắm á. Ừ, thì nguy hiểm. Mỗi lần mà ba lên tăng xong á, mẹ tấp thuốc vào họng ba liền. Mẹ làm gì chỉ cần vậy? Ừ, mẹ thích vậy đó. Nếu mà không biết á là ba có làm gì lỗi lớn với mẹ không ta? Biết hả? Biết hả? Chị không biết. Trời em đứng đó như hình một pho tượng. Đợi ai đây, đợi ai đây, và chờ ai đây? Trời ơi, bà rủ tôi uống cà phê mà bà ngồi y như bức tượng vậy. Không nói, không năng, không rằng gì trơn à. Bữa nay bà bị gì vậy hả? Bây giờ á, bà kêu rượu cho tôi uống đi. Chứ nước cam, trời ơi, rồi cái nước gì của bà, rồi cà phê gì, tôi không có cứu nổi cuộc đời của tôi đâu. Bi kịch quá, không biết giải quyết làm sao đây nè. Ê, lâu quá mình không đi uống nha. Để bữa nào tôi rủ bà Châu đó, cái mình đi uống một bữa ha. Uống liền bây giờ đi. Trời ơi, tâm trạng dễ sợ ta. Bữa nay bà có chuyện gì vậy hả? Tôi không biết nói làm sao luôn á bà Hoài. Bây giờ tôi phải làm sao hả bà Hoài? Bà cho tôi ý kiến đi, tôi phải làm sao bây giờ, tôi phải giải quyết như thế nào bây giờ hả Hoài? Bà đừng có nói với tôi là bà đang đứng núi này trong núi nọ nghe chưa. Là gì? Đang ở cạnh anh Phi Long mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới anh Trường. Bà bị điên à? Ở đâu ra chuyện đó vậy bà? Ê, hay là cha Phi Long cho ngoại tình? Làm gì có. Mà ông Phi Long muốn hiền quá trời, làm gì không có chuyện đó ta. Mà nếu như ông có chán chê vợ quá, hoặc là ông có tức bà thì ông cũng để trong lòng thôi. Tôi bảo đảm với bà, ông không bao giờ có cái tính ngoại tình. Anh rất là dễ thương nha bà. Sao bà đi lòng vòng bà sẽ diễn đủ thứ chuyện, bà không chịu hiểu sâu xa trong cái tâm can của bạn thân bà là nó đang bị buồn cái gì để bà chia sẻ, bà thấu hiểu, bà khuyên lên nó, bà cái môi móc cái chuyện gì không à? Hãy coi lại mình đi, mình chưa có gia đình mà, mình ế mà, chưa có ai rước mình hết mà, mình chưa có đẻ mà. Trời ơi, làm sao mình hiểu được nỗi lòng của bạn mình mà mình nói cái gì không vậy hả mình Hoài? Thôi đi làm ơn làm phước đi, phải chia sẻ, phải hiểu bạn mình giùm một cái chứ. Bực bội quá. Trời đất ơi, mấy chục năm nay chơi với bà lúc nào bà cũng mắng xối xả trên đầu mình vậy đó. Sao tôi ế kệ tôi, ai mượn mấy người có chồng sớm chi, ráng chịu. Sao? Tưởng có chồng ngon lắm hả? Độc thân như mình có phải tốt không? Lúc nào cũng nhan sắc đẹp ngời ngời vậy đó, khỏi bị chồng con á làm phiền mình đau đầu đủ thứ chuyện. Con làm ăn như vậy đó hả? Giao gì cho con? Bây giờ con làm như vậy đó, mất uy tín ba hết rồi sao? Nhắm mà làm không xong á, làm đơn xin nghỉ việc đi. Đừng để ba phải nói nặng. Nè, mang đồ xuống bếp đi con. Dạ. Có chuyện gì? Sao hai cha con lớn tiếng với nhau vậy nè? Hả Mình? Em coi thằng con trai của em á. Sao?
nó đứng ra nó chịu trách nhiệm ra mắt sản phẩm mới cho công ty. Giờ cuối cùng nó làm hư hết của người ta. Bây giờ anh không biết anh ăn nói làm sao luôn với ban giám đốc nữa. Tom, có chuyện đó hả con? Hả? Anh à, em thấy á, hồi xưa giờ á, chuyện gì á, em cũng không có xen vô hết. Nhưng mà riêng chuyện này á, anh cho em có ý kiến về nghe. Em, cái chuyện là chuyện của công ty. Anh đang giải quyết chuyện của công ty, chứ không phải là chuyện gia đình. Em làm ơn em đừng có xía vô chuyện công ty. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhân? Nó lớn rồi, sai thì phải chịu trách nhiệm. Làm không được, nghỉ. Dạ con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi của con rồi. Ngày mai con nộp đơn xin nghỉ việc. Dạ con xin phép. Con mình à, thì nãy em có nói rồi đó, chưa bao giờ em xen vào việc của anh hết trơn á. Nhưng mà lần này anh cho em xin đi. Anh mà đuổi việc vậy rồi nó đi làm cái gì? Chưa kể là nó bị mất mặt nữa đó. Anh nói em sao? Lớn rồi, sai là phải sửa. Không có chuyện mà binh vực con với em được. Em binh vực liếc nó hư cho mình coi. Có vợ của con rồi nữa. Rồi sao sau này là nó dạy con đó. Bây giờ á, anh xem nhẹ thằng Tôm. Để mặc kệ nó lo liệu. Bây giờ anh đâu có còn coi nó là con trai nữa đúng không? Ủa em nói gì vậy? Bao nhiêu năm nay anh làm là lo cho gia đình. Tự nhiên bữa nay em nói cái câu gì lạ lùng vậy? Anh lo cho gia đình. Vậy chứ khi anh có con riêng ở ngoài là vì gia đình này luôn đó hay sao? À... Anh cũng có một đề nghị muốn em thực hiện đúng không? Vậy thì bây giờ á, anh cũng phải biết là thu xếp chuyện của thằng Tôm ra sao rồi đó. Em đừng có ép anh nha. Sao? Muốn xin ba chuyện gì nữa đúng không? Dạ, con chỉ muốn xin lỗi ba giùm anh Tôm thôi. Chi vậy? Đâu có cần. Thằng Tôm nó làm sai á, còn có mẹ. Mẹ lo được. Con nghĩ đi, con có làm được không? Con có xin được không? Dạ, tại vì con thấy anh Tôm buồn nên con xin đại à. Chứ con biết là ba khó thay đổi ý kiến mà. Xin đại thì xin để làm gì? Chuyện đó để mẹ tính, không cần đến con lo, hiểu chưa? Dạ. Đi tập thể dục hả ba? Ừ, sáng nào ba không tập, đi chạy bộ cho nó khỏe. À dạ ba. À, con đi tập thể dục với ba, đi chạy với ba nha. Gì? Con đang có bộ mà chạy cái gì mà chạy? À, dạ dạ chạy không được thì con đi bộ. Thì ba chạy một vòng đi thì con đi bộ cũng được nửa vòng mà. Ngồi xuống đây. Có cái gì muốn nói chuyện với ba đúng không? À, dạ đâu có gì đâu ba. À, dạ mà có. À, dạ ngồi xuống đây. Con muốn nói chuyện thằng Tôm đúng không? Dạ. Nó gan lắm, nó dám qua mặt ba, qua mặt ban giám đốc, giao hết gì cho người khác, bây giờ là hư hết trơn rồi, con thấy chưa? À, dạ ba ơi, ba tha lỗi cho anh Tôm lần này đúng không ba? Tại vì cái nào cũng có lý do, cũng có nguyên nhân của nó đó. Ba biết anh Dế, bạn của anh Tôm đó, thì vợ của anh đang sinh em bé. Mà khi mà người ta sinh em bé thì cuộc sống gia đình người ta sẽ khó khăn lắm. Bởi vậy cho nên á, anh Tôm muốn giao một nửa việc của anh Tôm cho anh làm để mà anh có thể kiếm thêm. Nhưng mà không ngờ là anh đã làm không được việc gì hết, làm hư hại hết trơn. Cho nên là bây giờ anh Tôm phải chịu trách nhiệm á. Ba có thể giúp anh Tôm không? Chứ nếu như mà ba không tha lỗi cho anh Tôm á, anh Tôm nói với con á là anh Tôm sẽ nộp đơn xin nghỉ việc ở nhà bán hàng online với con luôn á. Lúc đó tương lai sẽ mù mịt, gia đình mình cũng sẽ mù mịt luôn á ba. Giỏi lắm. Trước khi muốn giúp người ta thì phải xét lại nhiều khía cạnh, hiểu không? Chứ dạ. Chưa không giúp được người ta còn hại luôn mình nữa. Mai cho con đó, mẹ con mà không nói giúp á là kỳ này ba cho thằng Tôm nghỉ việc thiệt luôn, ba cho nó nhà bán hàng online với con luôn. Ủa nói vậy là
mẹ nói giúp rồi ba tha lỗi cho anh Tôm hả ba? Tạm thời là như vậy. Nói với nó đó, hôm nay cứ đi làm bình thường. Còn có chuyện của nó thì ba sẽ bàn với ban giám đốc để khắc phục hậu quả xem như thế nào. Dạ, dạ cảm ơn ba. Không có lần thứ hai nghe chưa? Dạ, dạ hứa. Không, dạ con sẽ nói chồng con hứa. Rồi, nói với nó là hôm nay đi làm về sớm, nhà có khách. Dạ. Rồi thôi đi chạy bộ với ba. Dạ, thôi ba chạy bộ đi. Để con chạy lên lầu cũng thông báo cho chồng con biết. Không có chạy, đi cẩn thận đàng hoàng. Dạ. Ủa than trơn trợt. Dạ, cảm ơn ba. Cảm ơn ba.